Xin chào tất cả các bạn. Một trong số những câu hỏi thường gặp nhất đối với những người đi máy bay đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như sét đánh trúng máy bay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip ngắn gọn về chủ đề này. Điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đó là chuyện sét đánh vào máy bay hoàn toàn không phải là việc hiếm gặp. Thế nhưng mà các máy bay hiện đại thì được thiết kế và được trang bị những công nghệ hiện đại để có thể đương đầu với những cú sét và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Để làm được điều đó thì máy bay được trang bị một vài lớp bảo vệ như sau. Thứ nhất, đó là vỏ máy bay được chế tạo từ những vật liệu dẫn điện, chủ yếu là hợp kim nhôm. Và nếu như chúng ta nhớ lại các ví dụ từ thời học và phổ thông thì chúng ta sẽ thấy là dòng điện được ví như một anh lười và chỉ di chuyển theo hướng có điện trở nhỏ nhất. Tức là dòng điện tia sét chỉ di chuyển trên vỏ máy bay và không ảnh hưởng tới các hành khách ở bên trong. Chỉ duy nhất tại điểm mà tia sét đánh trúng thì có thể xảy ra hiện tượng nóng chảy hoặc là than hóa vật liệu bởi vì dòng điện là quá lớn. Thế nhưng mà máy bay vẫn có đủ thời gian để hạ cánh khẩn cấp hoặc là tiếp tục cuộc hành trình. Các bạn có thể lý luận là các máy bay hiện đại thì được chế tạo từ vật liệu composite không dẫn điện. Điều này là đúng, thế nhưng mà mình xin bổ sung là trên bề mặt của vật liệu này thì đã được phủ một lớp vật liệu dẫn điện và điều này thì khiến cho tia sét không còn trở nên nguy hiểm nữa. Điều thứ hai bảo đảm an toàn cho máy bay trước các tia sét đó là thân máy bay thì đóng vai trò như một lồng Faraday. Lồng Faraday thì không chỉ bảo vệ khỏi dòng điện tia sét mà còn bảo vệ khỏi điện từ trường sinh ra bởi dòng điện này. Điều này là cực kỳ quan trọng. Tại sao? Bởi vì dòng tia sét là một dòng cực lớn và chúng sinh ra một điện từ trường cũng rất lớn và chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi cũng có thể làm hỏng các thiết bị điện tử quan trọng của máy bay như là radar, như là hệ thống định vị, hộp đen, vân vân. Lồng Faraday thì sẽ bảo vệ các thiết bị điện tử này. Một số thiết bị đặc biệt quan trọng, đặc biệt nhạy cảm thì còn được trang bị thêm một lớp bảo vệ nữa, ví dụ như là cuốn lưới kim loại, màng nhôm, vân vân. Cơ chế bảo vệ cũng chính là lồng Faraday. Cách làm việc của lồng Faraday thì khá là đơn giản, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm trên Internet. Một vấn đề tiếp theo mà các kỹ sư hàng không phải giải quyết đó là trong khi bay thì máy bay sẽ ma sát với không khí và thân máy bay sẽ trở nên nhiễm điện, mà sét thì lại rất thích đánh vào những vật nhiễm điện như thế này. Để hạn chế điều này thì người ta gắn vào phần cuối của cánh máy bay hoặc là của đuôi máy bay những que khử tĩnh điện. Hình ảnh của những que khử tĩnh điện thì các bạn có thể thấy ở trên hình. Vấn đề thứ tư, câu chuyện đáng sợ nhất, đó là nếu sét đánh thẳng vào thùng chứa nhiên liệu của máy bay thì làm sao? Và mình khẳng định ngay với các bạn, đó là ngay cả trong trường hợp này thì hỏa hoạn cũng không xảy ra. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là nguy hiểm ở đây không phải là nhiên liệu ở dạng lỏng, mà chính là hơi của nhiên liệu mới là thứ dễ dàng bắt cháy. Chính vì vậy mà một căn xăng đầy thì lại luôn an toàn hơn một căn xăng chỉ có một nửa. Trong các thùng nhiên liệu của máy bay thì khi nhiên liệu được hút ra đến đâu thì phần trống của cái thùng nhiên liệu đấy ngay lập tức sẽ được nạp một loại khí trơ về mặt hóa học, đó có thể là khí nitơ hoặc là khí carbonic. Xin nói thêm với các bạn, đó là công nghệ này thì đã được phát triển từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Công nghệ tiếp theo làm tăng khả năng an toàn cho các máy bay đó là mỗi máy bay thương mại thì đều được trang bị một radar thời tiết ở phần mũi. Radar này thì có khả năng quét 180 độ theo phương nằm ngang và 30 độ theo phương thẳng đứng. Nhờ sự trợ giúp của radar thời tiết mà các phi công có thể đưa ra quyết định là bay vòng hoặc là né tránh những vùng thời tiết xấu. Thực ra thì ở những vùng thời tiết xấu thì mối đe dọa chính đối với máy bay không phải là những tia sét mà là những luồng không khí di chuyển lên xuống với tốc độ rất cao. Né tránh những vùng này thì phi công tránh luôn được cả những tia sét, tức là một công đôi việc. Điều cuối cùng mình muốn nói trong clip này đó là chúng ta đã thấy được vai trò của khoa công nghệ trong một vấn đề rất rất nhỏ của chiếc máy bay, đó là chuyện chống sét. Chúng ta cần biết rằng để một chiếc máy bay bay được rồi đủ tiêu chuẩn chở người, chở hàng thì cần rất rất nhiều các công nghệ đỉnh cao khác mà người ngoại đạo như chúng ta thì không bao giờ có thể biết hết được. Chúng ta chỉ có thể biết từng chút một mà thôi. Và để có thêm nhiều thông tin về khoa học công nghệ thì các bạn hãy theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.